Sao lâu rồi không thấy tăm hơi của Chula's Art đâu nhỉ? Ra rồi kìa anh ơi. Đâu? Hello anh em. Như anh em đã thấy rồi đấy. Ở đâu có Chula's Art? Thì ở đó có cả chúng tôi. Và chào mừng mọi người đã đến với The Closing Ship. You wanna have a bad time? The Closing Ship được phát triển bởi người anh em thân thiết với tôi, Chula's Art, phát hành vào ngày 19 tháng 3 năm 2022. Về đồ họa thì chắc tôi cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều. Cái game vẫn mang phong cách VSS đặc trưng, cùng cái không khí ảm đạm nhưng mà ẩn chứa những bí mật không thể ngờ tới. Về gameplay thì đúng kiểu giả lập đi bộ, giải tí câu đố rồi lại nói chuyện với mấy người xung quanh. Mà game của Chula's Art thì mấy con NPC này tôi chả thấy chúng bình thường bao giờ cả. Toàn mấy đứa lập dị. Và theo những kinh nghiệm của tôi, nhân vật là nữ thì Chula's Art toàn cho mấy cái kết thúc không đẹp. Thì thực ra nam cũng thế. Tóm lại, The Closing Ship liệu có vượt qua được cái bóng của những người anh em của mình không? Hay chỉ vẫn loanh quanh bên những câu chuyện đô thị đời thường? Đừng tắt video mà hãy xem đến cuối nhé. Let's go! Trong giờ Closing Ship, tôi sẽ được vào vai một cô gái trẻ không tiết lộ danh tính, chuẩn bị đi làm. Cô gái này hiện đang làm việc trong một quán cà phê. Ca làm của cô là vào buổi tối, cũng là ca muộn nhất ở trong ngày. Hôm ấy, cô bị trễ giờ làm nên đã nhanh chóng phải lái xe thật nhanh đến quán. Khi đến nơi, cô vội xin lỗi đàn anh Funahashi vì đã đến muộn. Cút ra ngoài! Anh ta có vẻ khó chịu, thậm chí là còn đe dọa. Nếu như cô còn tái phạm thì anh ta sẽ báo quản lý. Thôi thì nhường nhau tí gì căng thế anh. Ngoài ra thì anh cũng nhắc nhở cô về một số chuyện công việc, nhất là việc không được sử dụng điện thoại trong giờ làm việc. Sau đó thì người đầu tính lóng như kem. Sau khi bàn giao ca, cô gái bắt đầu làm công việc pha chế phục vụ khách. Trong đó có một vị khách nữ đã cảnh báo cô rằng dạo này thời sự đưa tin nạn stalker đang gia tăng. Vào buổi tối như thế này, cô gái nên cẩn thận bảo vệ bản thân. Tiếp sau đó là một nhóm học sinh khá ồn ào, tranh cãi nhau trong lúc order. Cô gái phải rất vất vả mới ghi nhớ được những thứ mà họ gọi. Không lâu sau, một điều tra viên tư nhân bước vào quán. Ông ta nói rằng, dạo gần đây có liên tục các báo cáo về các vụ quấy rối, vậy nên ông ấy đang đi kiểm tra khu vực xung quanh để tìm kiếm nghi phạm. Ông trao đổi với cô gái một vài điều, và nếu cô có phát hiện ra thông tin nào có ích thì có thể liên lạc với ông ta. Khi gần đến giờ đóng cửa, khách cũng vãng lai dần. Cô bắt đầu dọn dẹp cuối ngày. Đột nhiên, đèn trong quán bị tắt. Cô vội tìm hộp cầu chỉ để khởi động lại, sau đó hoàn thành nốt công việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi cũng đến lúc kết thúc một ngày làm việc vất vả. Ngày 15 tháng 11, cô lại tiếp tục đi làm muộn. Và dĩ nhiên là Funahashi Senpai rất tức giận, còn dùng những lời lẽ khá nặng nề với cô rồi bỏ đi. Cô gái cũng chỉ biết xin lỗi mà thôi. Ngay khi vị tiền bối nóng tính rời đi, một vị khách lớn tuổi đứng chờ sẵn. Hành động của ông ta cũng khá đáng ngờ, rồi nói vài câu đại loại rằng cà phê này khá bất thường. Sau đó, ông nhìn chăm chăm vào một hướng nào đó, cảnh báo rằng cô đang có người theo dõi. Nhưng cô gái lại chẳng thấy ai cả. Ở thời điểm hiện tại, cô cũng không rõ là ông ấy là người xấu hay là người tốt nữa. Dù sao, đây cũng là việc đáng để lưu tâm. Bởi một lúc sau, hướng mà ông già ấy nhìn xuất hiện một nam thanh niên mặc áo hoodie. Anh ta cũng rất hiên ngang, đi vào trong quán, nhìn cô gái một hồi, không nói câu nào, cũng không thèm order luôn. Vào đây làm cái quái gì? Ngay sau vị khách kỳ quặc này, một anh chàng đẹp mã tên Soya bước vào quán. Anh ta khen cô gái dễ thương, rồi liên tục hỏi xin số điện thoại. Trong lúc đó thì tên kỳ quặc kia đang đi ngang qua với biểu hiện như ngáo. Còn Soya thì thanh niên 4.0 mà tán gái thì hơi chán. Quá bất lực với màn thả thính quê độ này, cô gái đành cho cậu ta số điện thoại pha ke. Nhưng mà nếu trong trường hợp cô gái không nhả số nào, thì Soya sẽ ngay lập tức tỏ thái độ và quay ngoắt, không thèm order nữa. Cuối ca làm, cô bắt đầu dọn dẹp để trở về nhà, thì bàng hoàng phát hiện một tấm ảnh chụp trộm cô từ ngoài quán.
có kẻ nào đó đã cố ý bỏ lại tấm ảnh này như một lời đe dọa rùng rợn rằng: "Mày đã bị tao theo dõi đấy." Ngày 27 tháng 11, cô gái tiếp tục đi làm như mọi người. Khi lái xe rời đi, cách đó không xa dường như có xuất hiện một kẻ nào đó đang rình rập cô. Đến quán, cô tâm sự với tiền bối rằng bản thân khá sợ vì cô có cảm giác đang bị stalk. Thế nhưng mà anh ta lại nói một câu như tạt gáo nước lạnh kiểu: "Chẳng đứa nào thèm quan tâm người như cô đâu." Sau là quay mông bỏ đi. Đúng là thằng cha vô duyên. Thôi thì phận làm công, cô phải nhẫn nhịn. Cô gái tiếp tục công việc phục vụ khách của mình. Sau đó cô gái nghe lỏm được cuộc nói chuyện của ba nữ sinh ở trong quán. Một trong ba cô phát hiện ra bên ngoài quán có một gã lập dị đang nhìn họ chằm chằm. Cái cách mà hắn nhìn khiến cho ba cô gái rùng mình hoảng sợ. Họ sợ bị làm hại và sẽ định báo cảnh sát. Nhưng sau đó họ tự trấn an bản thân rồi lại quay ra giỡn với nhau. Cô gái liên kiểm tra máy quay an ninh thì phát hiện có một gã đang đứng như trời trồng, không hiểu có mục đích gì. Cũng trong tối hôm đấy, trên đường về nhà, cô phát hiện ra một mẩu giấy kỳ lạ có nội dung như sau: "Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, đúng rồi, ở Chiêu La xã đấy. Cô ấy đã cười với tôi, rực rỡ như một đóa hoa. Chỉ cần nghĩ đến cô ấy thôi cũng khiến trái tim tôi đập bình bịch. Tôi chưa từng có cảm giác như vậy trước đây. Tôi tự hỏi liệu có phải cô ấy nở nụ cười như thế với mọi người như là tôi hay không?" Có vẻ như đây chính là lý do vì sao hắn theo dõi cô gái, để xem liệu cô ấy có cười với người khác như đã cười với hắn hay không chăng. Ngày 5 tháng 12, hắn ta càng ngày càng chụp nhiều bức ảnh của cô và đang ngấm ngầm chuẩn bị làm điều xấu. Hôm đó, hắn bấm chuông cửa rồi để lại cho cô một lời nhắn. Nội dung thì có vẻ thơ mộng đấy, nhưng tự dưng được một người lạ gửi cho thế này thì đúng là rùng rợn. Lời nhắn thì cũng tiết lộ ngày hôm nay chính là kỷ niệm một năm họ gặp nhau. Cô gái cẩn thận rời khỏi căn hộ. Ngoài trời tuyết đang rơi khá dày. Cô thận trọng tiến về ô tô của mình để đi làm. Thế nhưng cô nhận ra xe của mình đã bị hỏng, có thể là đã bị một kẻ nào đó phá. Không có cách nào khác, cô đành bắt xe buýt đi làm. Không lâu sau đó, có một người đàn ông bước lên chuyến xe và hắn cứ nhìn cô chằm chằm một cách không hề e ngại tí nào. Sau khi đến điểm dừng, cô xuống xe và hắn ta vẫn tiếp tục theo dõi cô không rời mắt. Khá sợ hãi, cô vội vã chạy nhanh đến quán cà phê của mình. Nhưng tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Cô gái tiếp tục bắt gặp một vị khách kỳ cục khác. Hắn ta nhìn chằm chằm vào cô, không hiểu có mục đích gì. Ngay khi một khách khác bước vào quán thì hắn cũng lặng lẽ rời đi, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi cô gái. Chắc hôm nay cô bước chân trái ra khỏi nhà rồi. Liên tục có những vị khách kỳ lạ bước vào quán, điển hình là anh chàng này. Rõ ràng là ngoài trời tuyết còn đang rơi, thế nhưng anh ta cứ luôn miệng kêu nóng, và thế là cởi trần luôn. Sau một hồi tiếp những vị khách thượng đế khoái gở này, cuối cùng cũng đến cuối ngày. Khi cô đang dọn dẹp và chuẩn bị ra về thì đèn trong quán lại đột ngột tắt. Phía ngoài cửa sổ thì xuất hiện một chiếc đồng hồ đếm ngược. Những vị khách lạ mặt liên tục bước vào quán. Vì quá tối nên không thể nhìn rõ mặt, ai nấy đều đen như mực. Chả hiểu sao tối thế này mà vẫn có người vào. Phục vụ mãi thì mới có thể rảnh tay một tí. Cô gái tìm hộp cầu chỉ để bật lại cầu dao. Và bất ngờ, một kẻ nào đó xông thẳng vào cô. Ây, thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Lúc này là 9 giờ ngày 14 tháng 12. Và có vẻ như việc stalk nhiều đã khiến cô bị ám ảnh ngay cả trong giấc mơ. Ngày 17 tháng 12, cô gái vẫn bị hắn theo dõi từ đằng xa. Sự việc đã đến nước này thì trực giác mách bảo cô là cô cần sự giúp đỡ. Vì vậy, cô đã báo cho điều tra viên ngày trước đã từng đến quán. Ông ta cố gắng trấn an cô, và ông sẽ cố gắng hết sức để có thể ngăn chặn chuyện tồi tệ xảy ra. Một lúc sau, có hai vị khách nữ bước vào quán, và điều bất ngờ là họ hỏi cô có phải rằng quán đang chụp ảnh để lên tạp chí hay không, vì họ thấy có người đang ở bên ngoài chụp ảnh quán. Cô gái khá hoảng sợ trước thông tin này, vì quán không hề thuê ai chụp ảnh cả. Dù vậy, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để phục vụ hai vị khách. Tiếp sau đó, một vị khách khác bước vào quán. Bà ta cũng hỏi một câu kỳ lạ rằng có phải quán đang sửa chữa không? Vì bà trông thấy có ai đó ở trên mái nhà. Bất ngờ với điều này, cô gái quyết định đi kiểm tra. Tại đây, cô phát hiện trên mái nhà có lối vào dẫn tới một phòng chứa đồ của quán. Lúc này, cô mới phát hiện bấy lâu nay luôn có một kẻ ăn nằm ở trong quán.
hắn ta giải đệm ăn nằm như ở nhà. Những tấm ảnh chụp trộm cô đều có ở đây. Hóa ra tưởng đâu xa mà hắn ta lại gần không tưởng. Quá hoảng sợ, cô lập tức thu dọn đồ rời khỏi quán. Thế nhưng, ngay khi cô xoay tấm biển open sang close, tên stalker kia lập tức xông tới chặn cửa. Dường như đây cũng chính là gã nhìn chằm chằm vào cô trên xe buýt. Quá bối rối với tình huống bất ngờ, cô chỉ cần nở một nụ cười. Không, cô lao ra khỏi quán bằng cửa sau và... có thể đây chính là bad ending rồi. Ở trong một cái kết khác, cô gái bình tĩnh để tìm vũ khí solo với hắn. Nhưng sau đó thì hắn lại biến đi đâu mất. Sau một hồi loanh quanh, cô bàng hoàng phát hiện ra cái xác của vị điều tra viên. Người đàn ông xấu số này nằm ở trên vũng máu, mắt còn không thể nhắm. Ngay lập tức, cô gái lên xe bỏ chạy về nhà. Xui xẻo thay, hắn ta đã ở trên xe từ lúc nào. Lại thêm một cái bad ending nữa. Vậy là hai cái bad ending rồi. Giờ thì tôi sẽ cố gắng tìm good ending cho anh em nhé. Thay vì bỏ chạy, lần này cô gái quyết định cầm cục gạch chiến luôn. Mày đâu rồi? À đây rồi thằng... Từ trên mái nhà, cô gái cho tên biến thái một gạch vào đầu, khiến hắn ta gục ngã tại chỗ. Cô đã nghĩ rằng bản thân buộc phải giết hắn, nếu không hắn sẽ xông vào quán và cô sẽ gặp nguy hiểm. Ngay sau đó, cô lập tức trình diện cảnh sát báo cáo sự việc. Nhưng khi họ đến hiện trường thì chẳng có cái xác nào ở đó cả. Cảnh sát liền đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, cô thoải mái ngồi xem TV. Nhưng dường như dây cáp đã bị hỏng. Cô gọi điện báo chủ nhà thì phát hiện điện thoại của cô đã biến mất. Sau khi tìm một hồi, cô tìm thấy điện thoại của mình rơi bên cạnh cái xe ô tô. Trở về căn hộ, trong lúc cô đang gọi điện cho chủ nhà, tên biến thái kia bất ngờ xuất hiện từ trong tủ quần áo. Sự việc sau đó thì dựa vào trí tưởng tượng của anh em nhé. Và ok, đó là những diễn biến cùng với những cái kết ở trong The Closing Ship. Có thể thấy, game không có good ending. Dù cô gái có hành động phản kháng như thế nào đi chăng nữa, kết cục vẫn không có gì thay đổi. Rõ ràng, tựa game này đang phản ánh một phần vấn nạn khá phổ biến trong xã hội ngày nay. Bạn có thể tìm thấy những bài báo, những đoạn clip mà các nạn nhân bị tấn công ở các khu vực vắng vẻ, thậm chí là ngay trong chính ngôi nhà của mình. Không phải stalker nào cũng là kẻ giết người, nhưng hầu hết những kẻ giết người đều là những kẻ rình rập. Nạn nhân dù biết bản thân đang gặp nguy hiểm, nhưng thật khó để thay đổi được số phận, nhất là khi cô đang sống một mình. Có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc, tại sao cô gái trong game không chuyển nhà, hay là thay đổi chỗ làm. Nhưng theo những gì mà tôi có cảm nhận được ở trong game, thì cô gái này không mấy dư giả về tiền bạc. Đi làm thì bị tiền bối xúc phạm, nên tôi đoán ngoại hình của cô cũng không phải dạng quá nổi bật. Nhiều khả năng, cô gái này là một người sinh sống ở xa quê, không rõ cô còn người thân nào hay không, cũng không thấy nhắc gì ở trong game. Có thể thấy, cô ấy không nhận được sự giúp đỡ từ ai cả, ngoài ông điều tra viên. Cô gái ở trong game đã tỏ rõ sự bất lực của mình, không người thân, điều kiện không dư giả, tài chính không cho phép để cô đổi việc hay đổi nơi ở. Cứ như vậy cho đến khi... các bạn biết rồi đấy. Dựa vào bức thư mà hắn viết cho cô gái, hắn ta đã để mắt đến cô trong quán cà phê khi cô đã nở một nụ cười khiến hắn ta rung động. Từ đó, hắn ta luôn theo dõi cô, ngắm nhìn cô từ đằng xa. Hắn không vội hành động, nhưng hắn đã theo dõi cô một thời gian khá dài, tận một năm liền. Đến mức nắm rõ được thời gian làm việc và thói quen sinh hoạt. Đến khi biết bản thân đã bị phát hiện, nhất là khi có sự can thiệp của điều tra viên, hắn ta quyết định ra tay luôn. Còn một vấn đề nữa, tôi đoán tựa game này không chỉ có một tên biến thái thôi đâu. Có một chi tiết nhỏ cho ta thấy, cô gái không phải là nạn nhân duy nhất của vấn nạn này. Trong cuộc nói chuyện của các nữ sinh, họ cũng phát hiện ra bản thân bị một gã kỳ cục nhìn chằm chằm trên xe buýt một cách đáng sợ. Không chắc liệu có phải là cùng một kẻ hay không. Nhưng nếu khu phố có nhiều tên biến thái thì cũng không có gì lạ. Ngoài ra, trong khu phố mà cô gái đang sinh sống, có một người phụ nữ thường xuyên đẩy cũi dắt con đi dạo. Có một lần đi làm, giữa cô gái và bà mẹ xảy ra va chạm, nhưng đó chỉ là sự cố nhỏ, không có gì đáng quan tâm. Nhưng kẻ theo dõi không nghĩ như vậy. Vài ngày sau, người phụ nữ này đã đến quán cà phê, nhưng điều kỳ lạ là trong cũi không còn thấy đứa trẻ đáng yêu nữa. Tôi đoán rằng đứa trẻ đã bị hắn tấn công, như một sự trừng phạt lên bà mẹ vì đã hành động đến người thường của hắn. Bà mẹ chắc vẫn chưa tiếp nhận cú sốc nên vẫn đẩy xe khắp khu phố,
dù rằng chẳng có đứa con nào đó nữa. Qua tựa game The Closing Ship này, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng bất kể là nam hay là nữ, hãy học cách bảo vệ bản thân và cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ khi cảm thấy sự bất thường. Kết thúc trong game hơi bi thảm, nhưng không có nghĩa là ngoài đời chúng ta cũng phải chịu chung số phận như vậy. Ok, đừng quên là bạn còn có chúng mình ở đây nhé. Còn bây giờ thì chuyên mục kêu like và subscribe bắt đầu. Nếu thấy video này hữu ích thì nhớ like và share nhé. Còn đừng quên subscribe cho bọn mình để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace!